Cô sinh viên này là Anna. Hôm nay Anna sẽ phỏng vấn một tỷ phú trẻ tuổi để viết một bài báo. Chàng tỷ phú ấy là Gray. Dù mới 27 tuổi nhưng đã là một doanh nhân thành đạt. Không những thế, Gray còn rất đẹp trai và khoai thì to ngang cái điếu cày. Chỉ vì quá hồi hộp nên Anna đã ngã ngay khi vừa bước vào văn phòng của Gray. Anh lập tức đến hỏi han và chào Anna. Buổi phỏng vấn diễn ra trên cả mong đợi. Hai người đã trò chuyện rất cởi mở với nhau và đều bắt đầu có sự ấn tượng về nhau. Và sau buổi phỏng vấn đó, Anna ngay lập tức bị đốn tim trước những cử chỉ và quan tâm của Gray dành cho mình. Cô ra về mà vẫn chưa hết được sự choáng ngợp. Thậm chí cô còn phải cần đến những hạt mưa tát vào mặt mới có thể tỉnh táo lại được. Nhưng hai người xa nhau chẳng lâu, định mệnh lại khiến họ gặp nhau một lần nữa. Đó là tại cửa hàng mà Anna đang làm thêm ở đó. Và cô đã hết sức bất ngờ khi gặp lại anh. Tại đây, Gray đã nhờ Anna dẫn mình đi tìm những món đồ mà anh đang cần mua. Đó là một cuộn băng dính và dây thừng, toàn những đồ có thể trói buộc người khác. Anna lúc này hiểu làm sao được Gray cần những thứ đó để làm gì. Cuộc gặp tiếp theo này khiến cả hai vui vẻ hơn. Gray đã đồng ý để Anna và kết chụp ảnh anh để làm tư liệu. Anh đưa tấm danh thiếp và hẹn cô sáng mai sẽ gặp. Buổi chụp ảnh diễn ra rất suôn sẻ. Thậm chí Anna tiết lộ với kết rằng Gray sẽ mời cô đi uống cà phê sau buổi chụp hình này. Thế là hai người đã có sự hẹn hò đầu tiên. Nhưng niềm vui với Anna kéo dài chẳng bao lâu. Gray đột ngột đổi thái độ khi cô bảo mình là người thích lãng mạn. Anh lạnh lùng hủy cuộc trò chuyện đó và muốn đưa cô về nhà. Khi ra ngoài thì Anna suýt bị chiếc xe đạp đâm phải và Gray đã kéo cô lại. Sau đó hai người nhìn nhau đắm đuối. Gray đặt tay lên má cô. Anna lập tức nhắm nghiền mắt lại, tưởng rằng giây phút đó cả hai sẽ bắt đầu một mối tình. Nhưng Gray bảo rằng người như anh sẽ không dành cho cô, bởi trong thâm tâm anh biết rằng một cô gái ngây thơ như Anna sẽ không chịu nổi sở thích mạo dâm của mình. Anna rời đi trong sự thất vọng tràn trề và tiếc nuối. Tối hôm đó có lẽ vì quá buồn bã mà Anna đã uống rất nhiều rượu. Trong hơi men, cô cầm máy lên và gọi cho Gray, bảo rằng tại sao lại bông đùa với mình như thế. Rủ người ta đi uống cà phê xong rồi lại chẳng cà vào chỗ phê gì cả, lại đi đuổi người ta về. Gray nghe giọng biết liền là Anna say rượu. Anh lập tức bảo cô giữ máy và sẽ đến đón cô về nhà. Lúc này Anna say lắm rồi, thì lại có thằng bạn chơi cùng nhân lúc cô say rượu lại đi tỏ tình với cô. Gã biết cô không tỉnh táo nên đã gã hôn cho bằng được. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Gray thì Anna đã bị gã kia cưỡng hôn rồi. Anna nôn trớ ngay lúc đó. May cho thanh niên kia tí thì lại ăn trọn quả nôn vào mõm. Gray tiếp tục thể hiện sự quan tâm chu đáo của mình với Anna. Anh bảo rằng sẽ đưa cô về, còn cẩn thận để lại cả ông anh ở đó chơi với cô bạn của Anna. Sáng hôm sau khi Anna tỉnh dậy thì cũng là lúc Gray chạy bộ về đến nơi. Tất nhiên đêm qua cả hai ngủ chung nhưng chẳng làm gì với nhau cả. Bởi Gray cũng là người đàn ông tử tế, anh ấy không nhân cơ hội Anna say mà chiếm đoạt cô. Điều đó càng làm cho Anna đổ gục với người đàn ông này. Thậm chí đã có lúc cô nhắm nghiền mắt lại như để Gray muốn làm gì thì làm. Nhưng Gray vẫn chọn cách cất giày và đi tắm. Đó là một cách cư gái rất bản lĩnh của Gray, để cho sự ham muốn của đối phương được đẩy lên mức cao nhất. Lúc sau thì Anna xuất hiện trong bộ đồ mới mà Gray vừa mua tặng cô. Nhìn về phía Gray, Anna liền cắn môi đầy khiêu gợi. Nhưng Gray bảo rằng anh ấy chỉ chạm vào cô khi cô chịu ký một bản hợp đồng. Anna tròn mắt ngạc nhiên nhưng Gray hứa sẽ giải thích sau. Còn bây giờ anh sẽ đưa cô về nhà. Cửa thang máy được mở ra, hai người bước vào. Nhưng cơn nứng trong Anna lúc này đã lên cao lắm rồi. Cô cắn môi liên tục, làm cho Gray không còn quan tâm đến hợp đồng nữa. Họ bắt đầu hôn nhau đắm đuối. Nhưng đến gần đoạn đút lưỡi thì cửa thang máy mở ra. Cảm giác vụng trộm chỉ thoáng qua thế thôi nhưng cũng đủ để sướng rồi. Thế là buổi đi làm ngày hôm đó, Anna cứ đứng một mình cười mãi thôi. Khi tan làm, Anna đã được lái xe của Gray đến đón. Cánh cửa được mở ra, trước mặt Anna là Gray đang đứng cạnh chiếc trực thăng. Đúng với đẳng cấp của một tỷ phú, tán gái dễ lắm. Các thanh niên cứ làm y như Gray là được. Anh cầm lái trực thăng và đưa cô về thẳng nhà mình. Anh rót cho cô ly rượu, sau đó đưa cho Anna một bản hợp đồng. Anh nói muốn quan hệ với anh thì phải tuân thủ hết những quy tắc trong đó. Cũng tại khoảnh khắc này, Gray nói thật với Anna rằng mình là tuyết người mạo dâm. Sau đó anh dẫn Anna đến một căn phòng rất đặc biệt mà anh nói đó là căn phòng giải trí. Khi cánh cửa được mở ra, Anna đã bị choáng ngợp bởi căn phòng này. Nó có đầy đủ tất cả mọi thứ phục vụ cho tình yêu, đầy những chiếc roi và khóa xích. Nhưng khi chứng kiến căn phòng đó, Anna lại tỏ ra chẳng hề e sợ, bởi lúc này cô đã yêu Gray rồi. Hai người tâm sự, cô nói với Gray rằng mình còn trinh trắng, chưa lên giường với ai bao giờ cả. Điều đó làm Gray sửng sốt. Thế là trong đêm đó, cái quần của gái còn trinh từ từ tụt xuống, áo ngoài và áo lót cũng từ từ được cởi ra. Anna chỉ biết nhắm mắt nằm im để cho cái lưỡi của Gray khám phá khắp cơ thể mình. Và rồi cô bị đâm liên tục, từng nhát đâm đều phê đến tận óc. Họ đã chén nhau cả một đêm dài, và đến tận sáng ngày hôm sau cả hai vẫn chưa hết cơn nứng. Gray lại trói Anna bằng cà vạt, nhưng anh không penthouse trên Đà Lạt, mà ở ngay tại trường của anh. Bất ngờ mẹ của Gray đến chơi và cả hai đành phải kết thúc vụ cà vạt đó. Mẹ Gray lập tức có ấn tượng với Anna. Bà ấy đã mời Anna cuối tuần đến ăn cơm cùng cả gia đình bà ấy.
Khi về nhà, Anna được Ray gửi đến bản hợp đồng. Trong đó là rất nhiều những điều khoản mà anh yêu cầu khi hai người chính thức quan hệ với nhau. Ray sẽ là người áp đặt, còn Anna sẽ phải là người phục tùng. Đó cũng chính là một cuộc tình bạo dâm. Công bằng sẽ không nghiêng về phía người con gái. Nhưng Anna cũng là người mạnh mẽ và hiểu biết. Cô đòi sửa đổi những điều bất hợp lý trong đó, nên đã tìm đến Ray để thảo luận. Cô mặc chiếc váy rất đẹp, chỉ cần kéo khóa ở sau lưng là đã cởi được hết rồi. Vẻ đẹp của Anna hôm đó khiến Ray muốn đè cô ra ngay trên bàn thảo luận. Nhưng lần này thì Anna đã không cho Ray đạt được điều đó. Thế là ngay hôm sau, Ray tặng luôn cho Anna một chiếc xe màu đỏ rất đẹp. Và tối hôm đó, họ không làm gì nhau cả, chỉ vỗ mông nhau và hứa hẹn để cuộc yêu cho đến ngày mai tại phòng giải trí. Và đến hôm đó, Anna mặc chiếc váy dễ cởi nhất có thể. Họ đã trao cho nhau màn chạo đầu bằng nụ hôn đắm đuối. Trong đêm ấy, hai tay Anna bị trói ở trên. Ray đã tung đủ mọi chiêu thức đối với cô. Lần đầu tiên trong đời, Anna không nghĩ rằng mình lại thích được bạo dâm đến như vậy. Sau những lần ân ái đó, cả hai càng ngày càng hiểu nhau hơn. Anna đã khiến cho Ray không còn yêu một cách cứng nhắc như trước nữa. Ray cũng đã khiến cô sinh viên đánh thức được ham muốn tình dục ở trong bản thân mình. Họ yêu nhau rất hạnh phúc cho đến một hôm, Anna muốn Ray cầm roi và trừng phạt cô một cách khắc nghiệt nhất, để cô có thể hiểu được Ray thực sự mong muốn điều gì. Và trong đêm hôm đó, Ray đã cầm roi và đánh rất đau vào mông Anna. Anh không hề để ý rằng cô đang rơi những giọt nước mắt vì tuổi thân. Hóa ra Ray lên đỉnh không phải là vì khi làm chuyện ấy. Anh thực sự đạt khoái cảm khi được trừng phạt người khác ở mức độ cao nhất. Chính việc này đã khiến Anna tỉnh ngộ. Cô cảm thấy bị tổn thương và có những cảm giác ghê tởm đối với Ray. Cô đã nằm khóc suốt đêm. Sáng hôm sau, Anna đến để chào tạm biệt Ray. Cô đã quyết định chia tay anh và về nhà. Ray chạy theo nhưng đã bị Anna cản lại. Giờ cô không còn là cô gái phải phục tùng anh nữa. Cô sẽ được tự do. Nhưng... Audio Jungle.